dồi dào sức khỏe. Yo ya sức khỏe. Một kilo. Mọi người ơi, hôm nay Kiều mua được một cái thùng xài nè. Order ở trên mạng được một thùng xài như vậy nè mọi người. Anh Hương Hí đang dở cái thùng ra coi. Ở Việt Nam của mình mua xài rất là bình thường đúng không? Còn ở Hàn Quốc á, mà mua xài gì rất là quý còn hơn vàng nữa. Wow, măng cụ. Wow. Cái xài này còn sống mọi người ơi. Wow. Yeah. Wow. Anh nhớ. Tắt tắt hai này. Cứng xài này cứng. Bởi. À. Này chắc không chua đâu. Mì kéo. Để coi mấy trái nha. Cho tôi kìa. Dư tinh kè 8 trái. 8 trái là 26.000 mọi người. 26.000 won. 26.000 won ở Hàn Quốc là nhiêu tiền ta? À, là khoảng 500 mấy ngàn á mọi người. Hơn 500. 8 trái xài mà hơn 500 ngàn á. Bây giờ Kiều sẽ làm món gì cho anh Huynh Hí ăn bằng xài này đây. Kiều sẽ làm gỏi chân gà cho anh Huynh Hí ăn nha mọi người. Trái này nhìn nó đỏ đỏ vậy thôi chứ nó không chín. Xài sống, xài sống. Bây giờ Kiều sẽ gọt vỏ xài nè. Bây giờ Kiều sẽ bắt đầu luộc chân gà nha. Bỏ một xíu muối vô. Bỏ rượu vô đây. Rượu nè. Soju. Bỏ gừng vô nữa là cho nó thơm, nó đừng hôi. Đó, vậy là bảo đảm an toàn luôn. Nem xe hộp xô. Xin chào. Khoảng 5-6 phút là cái chân gà mình nó chín rồi mọi người. Để lâu quá nó sẽ không có ngon nên Kiều sẽ vớt ra nha. Tắt bếp. Vớt ra. Bỏ vô tô. Bộ su chua, trời ơi, chân gà nó thơm. Kiều vớt ra xong có để cái cục nước đá này nãy giờ cái nước nó lạnh á mọi người. Xong cái Kiều bỏ cái chân gà mới luộc bỏ vô thao nước lạnh liền luôn. Để như thế này á, chân gà của mình nó sẽ giòn. Giòn ngon lắm. Ngâm khoảng chừng 2-3 phút vậy á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn nha. Đây là đường nè mọi người. Cái xài nó không có chua lắm nên mình cho một cái lượng đường vừa đủ thôi, không có nhiều quá. Này là nước chanh nè mọi người. Kiều mua nước chanh đóng chai luôn, làm cho nó tiện. Chanh nè, đường. Anh lấy nước mắm đi. Bỏ nước mắm vô. Tỏi ớt.
Kiều sẽ trộn cái chân gà này trước. Kiều bỏ một xíu muối vô, ở trong đây có mè mọi người. Xíu muối vô. Sau đó là tiêu, chăm tâm anh nhé. Tiêu. Chăm tâm anh vô ba. Kiều bỏ một mớ nước sốt vô trước. Cho nó thấm cái chân gà trước. Rồi anh chọn lên. Không có rau găm mọi người ơi, phải phải có rau găm á còn ngon nữa. Kiều không có kiếm được rau găm. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Mã Kiều Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Năm mới chúc mọi người. Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý. Vạn sự như ý. Dồi dào sức khỏe. Dồi dào sức khỏe. Một kí rô. Phát tài. Phát tài. Phát lộc. Phát lộc. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Không có khi rồi. Chả nói là sao mà dài dữ vậy. Nhưng mà chúc như vậy là giỏi rồi đúng không mọi người? Mọi người ơi, năm mới chúc mọi người vạn sự như ý, phát tài phát lộc, dồi dào sức khỏe, tiền vô như nước nha. Hôm nay Kiều sẽ nấu món lạ cho anh Huynh Hí ăn, đó là chân gà làm gỏi xoài. Bữa Kiều mua thùng xoài á, mừng quá trời mừng luôn, nên Kiều nghĩ ra cái món gỏi xoài này làm cho anh Huynh Hí ăn. Đây là món gỏi lần đầu tiên Kiều làm luôn mọi người. Cái nước sốt xài còn dư á, Kiều sẽ chan chung ăn chung với bún. Mời mọi người ăn chung với hai vợ chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Maschikaseo. Cái nước sốt này á còn dư nè, mà nó ngon lắm nên Kiều chan chung với bún ăn ngon. Trời thơm quá. Wow. Yogi guksu katsu chiguya. Maschiketta. Để ăn chung với bún ngon lắm. Tại vì cái này, cái nước nó giống như là cái nước mắm chua ngọt của mình đó mọi người. Mà nó có mùi xoài với lại mùi chân gà vô đó. Ngon lắm. Bỏ hết vô. Uống chặt. Bali chua. Chim nai á. Bali chua. Chả nói là nhanh cho chả đi. Wow. Masi chua. Wow. Chim nai. Chim nai á. Liwa, chuseo. Wow. Bún gạo Hàn Quốc ăn chung nhé.
맛있게 좋다. 드세요. Này là lần đầu tiên, hôm nay lần đầu tiên kiểu làm món gỏi chân gà này luôn á. Thường thường á là xài á kiểu làm món gỏi khô, khô cá lóc. Ồ thế. Mà sớm. Đúng rồi. Không bao Sẽ không đập màu. giờ. Wow. Ngon thiệt. Chân gà nó giòn, cái xài nó thơm. Ở đây á. Wow. Maxico. Ngon Ngon. không? Ở đây. Mình hay xem. Ở đây á. Wow, tắt bay. Cứ ném đập đi. Tạc Chơi bàn không có mùi. chơi Chu kỳ chu kỳ, Kiểu à cũng고소하고 새콤달콤. 달콤달콤. 그거 맛있어. 맛있어요? 고마워요. 고구마 Cái맛있고. mùi xài nó thơm, rồi cái giò gà nó giòn giòn, rồi hòa quyện với lại mùi chanh, ớt, tỏi, rồi nước mắm á, nó hòa quyện vô nhau, trời nồng nàn sương gió. Tapalo 이렇게 할수 있구나. 신기하다. Hồi nãy kiểu luộc qua gừng với lại rượu nè, với lại muối á, cái tạc ban là cái giò chân gà này nó không có mùi gì hết á. Chân gà người ta rút xương sẵn rồi mọi người. Giòn ghê luôn. Cái gà cái xoài này nè, cái xoài này kiểu mua ngay xoài ngon luôn, không có chua lắm mà nó cũng không có ngọt xớt, chua chua ngọt ngọt á mọi người, làm gỏi là nhức nách luôn. Măng cò ở te kèn chanh chô.망고도 진짜 맛있어. 파란 망고. 안 쉬어. 안 짜지? 안, 응? 안 쉬어, 안 쉬어. 안 쉬어. 망고도 안 쉬고, 저거. 그래, 괜찮아? 안 짜? 안 짜. 딱 맞아. 간도 딱 맞아. 고마워. Ngon quá à. Ngon ha. Ngon. Cái này phải có rau răm á mọi người, trộn vô nữa nó mới đúng bài ngon. Yeah. Cái chua cà chua một cái mà sao. Ngon. Bây giờ ở Tết đó, ở Việt Nam thì nào là ăn thịt kho rượu, thịt kho hột vịt, canh khổ qua, rồi khô mực nướng, rồi cắn hột dưa từ la từ lưa. Còn kiểu giờ kiểu ở đây kiểu lấy xài ra kiểu làm gỏi chơi. Nuri 이름 뭐야? 마선생 닭발. 마선생 닭발 아 진짜. Chả nói là cái tên của cái món gỏi này là cái gì? Chả đặt luôn cái tên này là Mã Sơn Sơn, có nghĩa là cái thầy thầy làm gỏi món món chân gà. Chanh á, chanh. Wow, master. Ngon. Mà Tết mà làm cái món gỏi này là mồi bén á nha mọi người. Bạn tới chơi nhà mà làm cái món gỏi này là chắc hết thùng bia luôn á. Xuất sự khẳng chân chung. Nè, tại sao? Mùi đậu phộng nó hòa quyện nó thơm. Ớt cay cay rồi. Ngon. Chân gà giòn ơi là giòn. Đặc banh chắc cũng tức cũng mà sức. 진짜 맛있어져. Cái nước sốt nãy trộn gà còn dư á mọi người. À, để cái gỏi này ra còn cái nước sốt ở lại á, trộn với bún ăn ngon cực kỳ luôn.
Ngon ngon. Ăn chua mát cho cả nhà. À, 이건 한국 사람들 다 먹어봐야지. 한국 사람 다 먹어? 먹어봐야 돼. 그래야 맛있는 거 알아. 안 먹으면 이런 맛 상상 안 되지. 새콤달콤 맛있는 맛. Chả nói cái món này người Hàn Quốc phải ăn thử mới được. Quá ngon luôn. Giòn giòn sực sực. Cái mùi vị sốt sự á. Người Hàn Quốc người ta đâu có làm cái nước sốt, nước mắm, đường này kia, tỏi ớt của mình giống như mình như vậy đâu. Nên anh Huynh Thí không ăn, cái ông mê, ông nói hoài, ông quảng cáo. Mai mốt về làm cho má chồng với lại anh chồng với lại em chồng ăn mới được. Tại vì mỗi lần về mọi người là bà má làm đồ ăn nhiều món lắm. Kiều đâu có làm món Việt Nam vô được đâu. Làm nhiều món tá lả từ lưa gì nè. Nếu mà làm món Việt Nam á, ai cũng tò mò muốn ăn món Việt Nam, cái là bỏ bỏ cái món Hàn qua một bên này. Nên mình đâu có làm được. Trời, như vậy kỳ dữ lắm. Quả lê chinh chua bê thư nam ôm xích như khi ổng ma anh em hon hong hong su tông sen mạng tư lô chu cô xịp bình tê kinh tê mé bên ổng ma ôm xích mà đi mạng tư lô ni ca chị cùng chinh mạnh nhất kê chinh chua bê thư nam ôm xích mạng tư lô xa lam tư lê xin kì hà ni ca cung cung hà sô như khi một con hà mê ôm xích ổng ma ôm hô cô sô ý đức khe mê ngắn tê chô. 그래서 언제 시간 있으면 맞아. 여기 다 다른 사람 다 여기 우리 네. 집 와면 우리 만들어 줘. 네. 그죠? 이렇게 딱 맞지? 네. chừng nào mà có dịp á, có thời gian cơ hội á. Anh chị em rồi má chồng là qua nhà Kiều chơi á, Kiều sẽ làm món Việt Nam cho ăn thoải mái luôn. Còn mỗi lần mà về nhà má á, má làm đồ ăn nhiều dữ lắm, đem theo á, hũ tô vậy đó, lấy đâu ra thời gian mình làm món Việt này. Anh Thí anh về bản á, lúc nào anh cũng quảng cáo món Việt của mình ngon ngon hết trơn á. Ai cũng tò mò muốn ăn hết trơn á. Mà chưa có cơ hội. Măng cầu xơi lắm. Thánh xơ. Măng ngồi, chúng ta bạch xơ. Chúng ta bạch xơ. Xoài mà chua chua ngọt ngọt gì làm gỏi mới ngon à. Măng cầu xơi lắm. Banya mango pan sao mi mong machine ngọc pan sao nga chinh chai ego mango machine nga mi chinh tomaso kum bang tomaso manya kê mango so ham yang ship chinh toso chinh chai master. Tết nhanh ha mọi người. Nhán cái Tết lại. Xong bây giờ Tết qua. Xin anh nở bánh ra tặng. Chỉ cần nở bánh ra. Xin anh hoạt sơ cũng băng rồi. Cũng băng rồi. Nên tốt chứng trình. Mọi người biết hôm nay sao mà anh Huynh Thí không mặn cái áo này lại nữa không? Bữa hổm á. Bạn Nhi khen cái áo của anh Huynh Thí đẹp. Nay anh Huynh Thí bạn áo đẹp nè. Tan chả nói là hôm nay bạn áo này nữa đi. Xong cái anh chả vô tủ đồ của Kiều, chả thấy cái áo cái màu giống nữa. Chả nói thôi hôm nay mình bạn áo cạch đi.
Tết rồi cho nó sáng sủa đồ lên. Rồi xong hai thằng bận áo màu xanh đọt chuối ăn gỏi chân gà. Thường á mọi người, chân gà ở hàng á, người ta hay chọn dặn nhôm cay á, cái gia vị cay vô ăn. Thường thường là chân gà người ta làm vậy. Quỳnh Lê Hạnh Phúc Resort tập 3. Ừ. Dặn nhôm, mèo quên ngon gọi cà chi. Một cô quỳnh Lê Yri Khe. Mèo nhầm nhầm. Ừ, Yri Khe một cô ốc chi. Ừ. Nhà chơi làng cà chi. Chân sao nhà chơi làng cà chi. Ừ. Mango 자체가 없으니까 망고 요리가 없어. 자연에 깨졌어. 그냥 맥주. 똑같아 방법 만들어. 근데 약재 다 다르래. 아, 한국 đâu có xài đâu mọi người. Kiếm mua xài Việt Nam của mình lằng mắt dữ lắm. 항상 소스가 중요하지. Nhìn cảnh mọi người mà luộc bánh tét đồ á mọi người. Xong cái giữa khuya vớt bánh tét đồ lên á. Trời. Nhìn nó nhớ quê dễ sợ. Cảnh luộc bánh tét mùi khói mùi dế kêu rồi nghe nó đã gì đâu. Ngon thật. Thầm một thật rồi. Chả lửa. Chả lửa chân gà. Mèo rồi chứ. Cay ha. Cay. Chắc có mèo. Cái thịt năng có chua nó xin cả. Bên năm có chua xin chà mèo rồi. Trời, hai đứa ăn gần hết dĩa gỏi luôn mọi người, no quá trời, ngon quá trời luôn. Thì cái video của Kiều chắc cũng đã dài, Kiều xin tạm dừng ở đây nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của hai vợ chồng Kiều nha. Xin năm mới, xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nha. Xin cảm ơn mọi người, hẹn mọi người gặp lại video lần sau. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye. Bye bye.